Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 7 viên uống cấp nước chất lượng, hiệu quả nhất hiện nay. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là viên uống cấp nước In-Up Aquaric. Viên uống cấp nước In-Up Aquaric giúp bổ sung lượng nước và collagen cần thiết cho làn da. Sản phẩm giảm tình trạng da bị mất nước hay khô nứt nẻ. Thành phần: chiết xuất từ cám gạo, tạo màng giữ ẩm và bảo vệ da. Hyaluronic acid có khả năng giữ nước, giúp giữ ẩm cho làn da. Collagen giúp sáng da, tái tạo và giảm nếp nhăn trên da. Ưu điểm: cung cấp nước cho cơ thể, giúp cho da luôn đủ ẩm và không còn hiện tượng bong chóc. Cân bằng độ pH, giúp cho lớp nền khi make up sẽ mịn màng. Ngăn ngừa sạm da, giúp làn da căng mịn và trắng hồng tự nhiên. Phù hợp với mọi loại da, đặc biệt với da dầu, giúp giảm nứt nẻ môi hay chân tay. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là viên uống làm đẹp da Iotheri Hyaluronic Acid Advancer. Viên uống cấp nước Iotheri Hyaluronic Acid Advancer là một sản phẩm làm đẹp hỗ trợ cấp nước và cấp ẩm phù hợp cho cả nam và nữ. Iotheri Hyaluronic Acid Advancer sử dụng cho người trên 18 tuổi và không phù hợp với phụ nữ có thai hay đang cho con bú. Ưu điểm: giúp cho da trắng hồng tự nhiên, tăng cường hydrat dưỡng ẩm và cấp nước cho da, cung cấp hyaluronic tinh khiết cho da, hỗ trợ kiểm soát cân nặng, giúp giấc ngủ ngon, nguồn năng lượng dồi dào. Đứng ở vị trí thứ ba đó chính là viên uống Nature's Way Hydrat Blend Ease. Viên uống bổ sung nước Nature's Way Hydrat Blend Ease cung cấp các hyaluronic acid có tác dụng giữ nước, giúp cho làn da sẽ căng mọng, mềm mại và có độ đàn hồi và hạn chế tình trạng chảy xệ khi lão hóa. Thành phần: trong mỗi viên có chứa một giờ bi cell collagen, có khả năng cung cấp hydrolyzed collagen type 2 và một số chất như HA hay chondroitin sulfate. Ưu điểm: giữ ẩm từ bên trong da, giảm quá trình lão hóa da, sản sinh chất nhờn giữa các khớp xương, cải thiện sắc tố da, giúp làn da sáng đều màu, trắng sáng. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là viên uống cấp nước làm sáng da Nourishito. Viên uống Nourishito sẽ giúp bổ sung nước cho da từ sâu bên trong, phù hợp với mọi loại da, mọi lứa tuổi, từ các làn da khô thiếu nước cho tới da dầu. Ngoài ra, Nourishito còn có khả năng làm sáng da, giúp bạn có làn da sáng mịn. Thành phần: collagen, vitamin C, E, hyaluronic acid và một số thành phần khác. Ưu điểm: bổ sung nước và collagen cho da giúp ngăn ngừa tình trạng lão hóa da, giúp da căng bóng, mịn màng, hạn chế tình trạng da khô, nứt nẻ. Không chỉ ở khuôn mặt mà còn có hiệu quả toàn thân, kể cả các vùng có lớp sừng dày như khuỷu tay, an toàn với người sử dụng. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là viên uống bổ sung nước Murad Hydroglow Dietary Supplements. Viên uống cấp nước Murad Hydroglow Dietary Supplements giúp bạn có làn da mềm mượt và giải quyết lượng dầu thừa trên da. Thành phần: tajarin, cân bằng lượng nước trong cơ thể giúp ngăn ngừa lão hóa. N-acetyl-D-glucosamine có khả năng chống viêm và ngăn ngừa oxy hóa. Ưu điểm: cung cấp độ ẩm, giúp làn da mịn màng, tăng lượng collagen và HA cần thiết cho da, sản sinh tế bào mới giúp tăng độ đàn hồi da, chống lại các dấu hiệu lão hóa, mờ nám, tàn nhang. Đứng ở vị trí thứ 6 đó chính là 6. Viên uống giữ ẩm cấp nước DHC Hyaluronic Acid. Viên uống giữ ẩm cấp nước DHC Hyaluronic Acid có công dụng dưỡng ẩm và chống lão hóa vô cùng hiệu quả. Thành phần: hyaluronic, vitamin B2. Ưu điểm: không có tác dụng phụ gây hại với sức khỏe, sản sinh collagen, chống oxy hóa, cải thiện tình trạng khô da. Viên uống không mùi, dễ sử dụng. Và đứng ở vị trí cuối cùng đó chính là viên uống Janssen Dry Skin Hyaluron Impulse. Janssen Dry Skin Hyaluron Impulse là viên uống cấp nước nổi tiếng có nguồn gốc từ nước Đức. Sản phẩm cấp nước cho da từ sâu bên trong một cách hiệu quả. Thành phần: hyaluronic acid và chuỗi peptide. Ưu điểm: giúp làn da khỏe mạnh, căng mọng, bổ sung collagen và nước cho da từ sâu bên trong. An toàn cho người sử dụng, không gây tác dụng phụ. Và vừa rồi là top 7 viên uống nước cấp loại nào tốt nhất hiện nay mà mình vừa giới thiệu với các bạn. Mình hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp được cho các bạn lựa chọn được cho mình một lọ viên uống nước cấp phù hợp nhất. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tham khảo nhé. Và video của mình đến đây là hết. Xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào những video review tiếp theo.